Cả nhà ở đây mình có rau sống nè cả nhà, xà lách, dưa leo, rau thơm. Ở đây là tôm nha cả nhà. Và ở đây là bún nha cả nhà. Đây mình chuẩn bị là nước để mình để bánh tráng nha. Và mình có ở đây là rice paper. Giờ sẽ lấy ra. Tráng là như thế này. Bịch rất là kỹ nha. Đây cũng được nhiều lắm cả nhà. 2 4. Giờ mình sẽ vô đây mình nhúng nước nha cả nhà. Bánh rất là dày. Đây mình có thể thấy tôm và thấy rau nha cả nhà. Nó như thế này. Tôm và thấy rau. Rồi xong rồi cả nhà ơi, đây là đĩa gỏi cuốn của mình nha cả nhà. Đó. Rất ngon nha cả nhà. Assalamu alaikum. Good evening everyone. Xin chào cả nhà buổi tối nha cả nhà. Chào cả nhà. À, đây là em gái mình nha cả nhà, hôm nay đã ăn gỏi cuốn tôm. Ta chấm mắm nêm. Rồi mình mời cả nhà, để qua đây để tôi chấm nhiễu cho mắm. Mình mời cả nhà nha cả nhà. Đây, gỏi cuốn. Rồi, chú xin nha. Xin mời cả nhà nha. Xin mời. Mời em bé vậy. Lấy ra sao mà có chén nóng chưa? À. Có miệng không nên mình gửi.
pha chung được không? Mắm nêm à, riêng hả? Vậy chấm gì luôn hả? Chấm cho chung luôn. Nó mắm nêm có nước mắm làng. Này mắm nêm này cả nhà. Bảo là nước mắm dưa chua. Salama này có mắm nêm ngon nè. Đó là nước mắm làm, còn mắm nêm đây nè. Vậy là chấm cho con cái để dĩa đi. Để đây. Rớt rồi á, cô chán. Rớt mắm này. Nhìn mời cả nhà ăn một cái thử chấm nước mắm nêm nha cả nhà. Cái này bị bể rồi, để đây đi. Nó gì đó. Cái này nè. Còn hai con tôm trên này cuốn kiểu mới. Hai con tôm đầy rau đây cuốn kiểu mới. Giờ cái mắm nêm nha cả nhà. Cuốn bự quá ăn hả? Thôi cố ý tôi cuốn cho bự. Xin mời cả nhà nha. Cố ý cuốn cho bự ăn hả nên là quay YouTube. Chua cái gì? Chua hả? Nó đụng đó. Có. Nhiều người ăn cái này phần điểm nó. Tại nhà mình thay điểm sẵn. Nhưng mà nó có miếng gì cho. Nhưng mà nó chẳng là cái sò. Đãi cho nó ăn vụ quay YouTube cả nhà. Rồi thèm gì nữa? Nữa à. Cá nướng không? Mới là hết rồi, mới không có mà nấu ăn. Sáu con ăn buổi chiều mà. Ừ, sao ma nó chưa đi kìa. Ăn đi, ăn cho đã đi. Ăn bao nhiêu đâu. Nói vậy nó không có ăn tôm đâu. À, ăn này đi, để bữa này lại cho hơi xanh đi. Đó cho ăn tôm. Ăn được không? Được. Cái này dễ làm. Mua bánh tráng, em mua cái này về cuốn gọn dễ đâu, có gì đâu khó. Thèm mà làm ăn chứ mày thèm mà mày chờ. Không có bún tô, Nesto với Lulu, hai cái đó đâu không thấy tiệm bán. Rồi xong mà đâu có mấy tiệm siêu thị đâu có bún đâu. Tôm thì có nè, rau sắm thì có, bún là không có. Có bún mà bún loại kia kiểm kìa, mình cũng dạng bún khô vậy đó. Rồi cái nó kêu mình đem đi hát mà không có giống như vậy. Ăn hơi cái loại bún giống như kiểu như là gì nè, bánh hỏi vậy đó. Không, bởi vì ăn nó ngon. Thế là cô mới nhỏ gặp Philippines không có giống. Đi làm về tối cả nhà ngồi ăn tâm sự cho vui. Bánh tráng ở đây á, bánh tráng của Thái kỳ quá ha, không có giống ở Việt Nam. Nam mỏng hơn, cái này dày quá. Nó dày mà nó bở bở không vậy nè. Nó không có cái độ dai mà kiểu ấy. Nó cái gì không bằng Việt Nam. Việt Nam số 1. Bún hay là bánh tráng hay là cái gì? Con cuốn như vậy thì tất này không biết ăn quá không? Món này biết ăn. Ăn mà nãy no rồi. Nước này thì tựa cũng mùi giống món trà nữa. Giờ mời cả nhà ăn rau câu cam. Rau câu quýt chứ quýt. Rau câu quýt kiểu mới. Xin mời cả nhà nha. Xin mời. Ở
chuyện giống bé quá. Nói chuyện tự nhiên đi. Thì tự nhiên đó, trời nó xin mời. Đó gì đâu. Tại đó chuyện nhỏ. Nó làm được tôi cắt bỏ chứ. Chào. Video tới đây mình xin ngừng nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.